những cái tình huống phối hợp nhịp nhàng của Alliance nó đã giúp cho họ chiến thắng và team Y được OG sau đó lật kèo. Quả đấy đẹp thật sự anh em ạ. Winter Curse bắn tên API ủn về. Úi trời ơi. Bắn Inspect đến từ Alliance. T1 thì nhắm vào một con Tidal Blade trong tay của anh chàng Nico. Nào. Cảm giác là hôm nay thì trông S4 nó cũng bớt tã so với cả ngày đầu tiên. Ngày đầu của giải đấu này thì mình thấy là S4 trông tã lắm anh em ạ. Tóc tai còn không chải chuốt. Đền hình cứ như kiểu là vừa mới tắm xong ấy. Nào, Alliance. Bạn thì móc phình đến từ S4. Với việc là Peter Pan đã không còn là coach của Alliance nữa thì hiện tại họ đang ban pick chủ yếu là do S4 thôi. S4 là người ban pick. Anh ta sẽ thảo luận cùng với cả những người đồng đội và lựa chọn ra những cái quyết định sáng suốt nhất. T1 thì nhắm vào đó là con Blood Mother. Nhẹ. Thực ra thì S4 chơi nhẹ không hay. Mình nghĩ là T1 hơi cẩn thận. S4 chơi nhẹ đâu có hay. Nào, giờ thì Alliance. Họ sẽ ban cho mình con bài gì đây? Mình thì hôm nay mình lên công ty mình trừ được Tommy rồi. Nhưng mà để tôi gọi nó vào đã các bạn ạ. Không hiểu gần đến giờ cát xong lại đi đâu. Lúc vừa thì đứng ở đây xong. Xong bây giờ đã biến mất rồi. Cay thật. Vâng, và đó là Wade King. Một con Wade King trong tay của Hai Ba Savage. Mình đang dự định là sau cái giải đấu này kết thúc thì mình sẽ về quê thôi. Khi mà cái giai đoạn tiền TI thì chúng ta cũng chỉ có thêm cái vòng qualifier ở 6 khu vực. Và nó khá là ngặt. Có lẽ là mình sẽ cho anh Hiếu cát. Tại vì cái vòng qualifier các bạn ạ, thì thời gian nó cũng linh tinh. Anh em mà lên công ty cát thì cảm giác là nó cũng phải chờ trực rất là lâu. Suy yếu thì có thể là follow từ nhà thoải mái. Thực ra bây giờ cái câu chuyện cắt online ở trong mùa dịch là bình thường mà. Vì ông ESL cũng cắt online hết. Có một số ông không đến được trường quay là phải cắt online. Nào, Lion. Lựa chọn số 3. Một con sắp 5 hay là sắp 4 đây. Họ đang sở hữu Magnus. Có vẻ như là vị trí đi off. Lion sắp 4, Winter sắp 5. Nào, Lion đi cùng Magnus khá ổn. Sơ tan trước để cho Magnus lấy vị trí ổn về trụ. Có rất là nhiều sát thương. Và T1 lấy cho mình Grim Choke rồi. Còn Grim Choke có thể silence lại vị trí của Magnus cũng như là Winter Wyvern rất là nhanh. Và cái combo hiện tại họ đang có đó là búp cái Ingwell vào người của anh chàng Doom cho anh ta có thể mở combat. Doom 2 phát nữa. Doom 2 phát cũng rất là tuyệt vời. Rồi Erlen sẽ lấy gì? Có lẽ họ cần người để có thể backup cho người bị Doom. Mình nghĩ rằng là cái việc bị Doom bây giờ trông khá là mệt. Tay Hunter, ok. Thanh niên này thì có thể là không backup được. Nhưng mà ít ra là kể cả anh ta có bị Doom thì anh ta không chết nhanh. Nào giờ thì các viên Erlen sẽ có cho mình lựa chọn bài cuối. Một con bài cuối trong tay của K thôi. Vẫn đang suy nghĩ. K sẽ chưa được gì ta? Lesak. Ok. Có lẽ là Tantor và Winter Wyvern thì các đội viên T1 sẽ cố gắng lấy cho mình một lựa chọn có 5 phép. Trong trường hợp này thì có 5 phép sẽ là hợp lý hơn. Đánh cùng Wade King à? Khó nói. Nếu mà là một con spec đến từ bên phía T1 thì mình sẽ dễ đoán hơn. Wade King thì có thể đánh rất là nhiều những cái chiến thuật khác nhau. Nào, Reserve Time của Alliance chỉ còn 17 giây và họ ban đi TA. Quyết định sẽ lấy cho mình con bài gì đây?
Doom này. Bạn đi USA. Thực ra là vẫn có tỷ lệ các bạn ạ. Vẫn có tỷ lệ là T1 chơi một con off lane khác. Con Doom này có thể đi mid. Doom đi mid với cả Magnus thì ổn. Nào Orion. Đánh với Wedding. AM không? AM trận này khá ổn. AM. Xem nào. Wedding, USA, Nai-X. Trận này Medu cũng tầm tạm. Nhưng mà mình nghĩ là Medu mà bị dính cái Amblast cũng hơi mệt. AM thì cảm giác là nó bay bướm hơn, cũng như là cái việc mà Doom nó khó anh em ạ. Doom thì kiểu Doom AM anh ta phải cân nhắc lắm. AM dành cho Alliance rồi. AM. AM thì ít ra là với cả cái counter spell thì Doom sẽ sợ. Giờ thì T1 sẽ có cho mình lựa chọn pick cuối. Nào, nếu mà là AM thì tôi nghĩ rằng là một con Doom đi lên sẽ rất phế. Và T1 cần phải xoay. Nên là một con Doom đi mid. Wedding đi safe. Glimpse Choke sẽ đi cùng với cả một con hero khỏe ở laning phase. Ít ra là họ phải có khả năng đánh lại AM đầu game. Đầu game phải hành lại AM. Một con hero không bị phụ thuộc vào việc bơm mana, Slana được. Ách cũng ổn. Nhưng mà Slana thì bị một cái anh em ạ. Slana thì hơi bị dồn vào sát thương vật lý quá. Mà Quy tộc Wyvern thì lại counter sát thương vật lý. Nên là mình nghĩ là trong trường hợp này Ách sẽ là lựa chọn tuyệt vời hơn. Ách dành cho Cuckoo. Hoặc là xem nào. Đánh với AM. Timber thì mất rồi. DK cũng không có. Viper không. Có gì đi off được nhỉ? LC à? LC cũng tạm tạm. Nhưng mà thực sự mình không thích pick LC lắm khi mà đối phương có Winter. Có lẽ là LC hoặc là Ashe thôi. LC Cuckoo chơi cũng hay. LC có thể giải được hack nữa. LC cũng được. LC hoặc là Ashe. Một trong hai thôi anh em ạ. Mình nghĩ là T1 không có nhiều lựa chọn. Chứ bây giờ cầm Doom. Các bạn cứ tưởng tượng mà xem. Cầm Doom, đi off, AM free farm. T1 họ sẽ không có một cái khoảng thời gian mid game ổn thỏa đâu. Khi họ phải tìm rất là nhiều vào cái con AM này. Thế là thà rằng đầu game đi nó thì tầm mid game nó sẽ bị chậm. Cuckoo cười rồi. Mà theo tôi Cuckoo cười thì sẽ là pick LC. Cảm giác là Cuckoo cầm Ashe thì cũng ngang phèo thôi. LC thì được cái là cứ đua thôi không quan tâm. Counter spell thì vẫn đua bình thường. Ashe à? Mình đang thích LC hơn các bạn ạ. Nhưng mà chắc là dạo ở đây một phần là con LC nó out meta quá. Nên là mấy ông T1 này không không tin. Chán. Vâng và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả trận đấu đầu tiên giữa T1 và Alliance. Nào, các thành viên của T1. T1 có cho mình một con Ashe trong tay Cuckoo. Đúng như là mình đã dự đoán. Ashe thì cái sức mạnh ở offlane của họ đầu game sẽ là khỏe hơn so với cả con Doom này. Con Doom này không đi được AM. Họ cần một cái con hero nào không bị phụ thuộc vào cái lượng mana. Server có Grim Choke, hai ba Savage cầm Wedding King, Waimon cầm Aesir Vadison và Ka sẽ có cho mình một con Doom. Bên phía Alliance thì sao đây? Nico Baby cầm một con Ultimate, S4 có Tahanter, Hasken có cho mình Lion, Lim trong tay anh ta đó là một con Magnus và Quy tộc Wyvern sẽ dành cho FNG. Bạn Burning Legion có hỏi là T1 là SKT T1. Nếu mà mình nhớ nhầm là không phải. Họ tách ra rồi thì sao? Để tôi check lại cho nào. Vẫn tính là tổ chức SKT à? Ở trên Liquid Pena thì vẫn ghi anh em ạ. Nhưng mà có một đợt mình nhớ là mình đọc cái thông tin gì ở trên mạng thì nhớ là họ đã tách ra rồi đi phải. Now signing. Open Dota 2 Division.
À chỉ là đổi tên à? Ờ ok. Thực ra thì cái này không quá quan trọng các bạn ạ. Quan trọng khi mà cắt giải là thông tin in game, kiến thức về hero là chính, dự đoán bắt pick nữa. Chứ còn mình cũng ít khi nghe ngóng mấy cái tình hình vớ va vẩn ở trên mạng. Kiểu đổi tên tổ chức thì có làm gì đâu. Họ cũng không nào đánh hay hơn được. Vâng, và hai cắt tơ online của chúng ta trận đấu này là Kai và Capitalist. Kai ngày hôm trước thì cũng có một cái drama trên mạng. 2 hôm rồi thì phải. Ông này làm cắt tơ cứ đi xỉa sói player. Bế hết cả người. Ông này là bảo cái trận Viking đánh các bạn ạ. Hai trận đều lên bi đát bi điểng gì đấy, đánh kém. Thì người ta là player thì nếu mà chúng nó có tài khoản Twitter mà gặp mấy thằng đánh đá thì nó lại chửi lại luôn. Nó lại cho ngay câu giỏi thì vào mà đánh. Thế thì thôi thì cũng ngậm ít ít ít. Nói chung mình nghĩ là cái pha xử lý của Kai là cũng đi vào lòng đất. Mấy thằng player đánh như nào thì kệ chúng nó thôi. Ông này tự nhiên lại đi vào xỉa sói. Không hiểu. Vâng, có vẻ như là trận đấu này thì sẽ khá là chậm rồi. Chúng ta sẽ phải điều tiết lại cái nhịp độ cát. AM mà các bạn, AM quyết kinh. Game này chắc lâu. Cái ngày trước hình như là cũng đánh cho một team nào đấy. Xong sau đó chuyển sang làng commentator. Help my weak and puny allies where I can. Nào, giờ thì chúng ta cùng chờ đợi. Lên mid sẽ có một cú ổn về đến cho Lim chăng? Vẫn đang lấy góc. Thực ra thì anh tạm chưa tăng skill. Cứ cố gắng. Chết ép cao một tí nhờ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rất khó chịu đi từ Lim. Ca thì có vẻ như là thấy hơi mất thời gian. Mãi mà chưa ăn được cái con clip tay dài anh em ạ. Thường thì Doom sẽ cố gắng ăn một con clip tay dài để bảo toàn cái lượng XP. Nhưng bây giờ nếu mà anh ta chạy vào mà anh ta bị ủn vào trụ là anh ta sẽ mất ít nhất là nửa cây. Nên là Ca hiện tại cũng đang không quá quan tâm đến chuyện là phải đi vào con tay dài. Thực ra là một cái đi vào nó cũng cộng thêm bao nhiêu tiền đâu. Bây giờ cũng không còn HP regen rồi anh em ạ. Nên là đi vào sớm chả đem gì cả. Giữ lại còn hơn là chết. Nào bên phía của team Lion khó gặp khó chứ không sao cả, vẫn là ổn. Đây, bạn Trần Kiên vừa hỏi Tommy đâu thì Tommy đã vào rồi. Mình đã quay trở lại rồi đây. Hơi bận bịu một tí với cả cái nhà vệ sinh thôi. Có rồi. Đẩy về rất tốt tới vị trí của Lim. Mà Khao anh tạm chỉ bị harass một chút thôi. Còn Doom này thì cái khả năng regen nó vẫn tạm ổn. Chính chắc là cái regen đã bị xóa rồi. Và nó sửa thành là cộng giáp. Tuy nhiên thì Khao thì anh ta với việc là có cái tango các kiểu và regen bay của một con hero sửa trang thì vẫn là ổn thôi. Bây giờ Doom được một cái này là những level đầu thì có nhiều giáp. Ngày xưa tôi cũng được anh ạ, ngày xưa cũng được. Không giáp. Giáp. Nó rõ ràng là nhìn cái mô đồ nó thì đấy. Giáp khiên các kiểu, các kiểu nhưng mà không. Thì là chú quỷ mà trông nó cũng phải đồ sộ một tí. Mà không giáp các bạn. Ô, xem phương. Ui gì? Có mạng first blood luôn ở đây ạ. Đánh rất gấu, rất chuẩn xác. Cucu chuẩn bị hết mana ở đây nhưng điều đó không quá quan trọng khi mà anh ta xoay định rất là đau. Và Nicol B anh ta cũng cảm thấy đây là cái sự nguy hiểm nhất định. Đồng phải về. S4 thì có một cái con bài mà ngày xưa chắc chắn là anh ta không nghĩ có một ngày mình sẽ chơi cái con hero ở đâu. Đó chính là Titan Hunter. Ngày team xưa của S4 là team No Titan Hunter. No Titan Hunter. Eternal Envy. Úi dồi ôi. À thế vĩ nữa đi cả. Xong rồi có cả ông Misery. Anh nhớ thế. Lâu lắm rồi. Ngày xưa thì em nhớ là không có ATG. ATG là Speed Gaming mà. À, Speed Gaming. Stack này chính ạ, khỏe đấy. Hôm nay sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của Idawan Summer rồi. Một giải đấu khá là cuốn chiếu. Nhanh gọn. Phần thưởng thì lớn. Cũng đã lâu rồi chúng ta không được xem cái giải đấu tầm triệu đô. Kiểu trước nhỉ, bây giờ tràn lan mà giải nào cũng triệu đô, sợ. Thì các bạn tiền DI này thì
sẽ có một khoảng thời gian chết rất là dài, khoảng tầm 1 tháng, từ tầm mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 8. Mong rằng là nếu mà có bên nào thì họ sẽ làm ra quả giải gì đấy cho các làm team, cái giải test chiến thuật các kiểu. Bây giờ mời đủ tất cả các khu vực vào đi. Anh đang mong Blast, Blast mà làm được quả giải tầm tháng 7 thì đẹp. Em nghĩ cũng khó lắm bởi vì bây giờ kiểu thời buổi này ấy, làm giải khó. Không, ý anh làm online thì có vấn đề gì đâu. Các khu vực nhưng mà Nico, Nico có bạn giữ ở đây rồi. Đánh AM các bạn ạ, ăn hai mạng lên. Còn gì tuyệt vời hơn. Mọi điều kiện đều đang ủng hộ thành viên ở đây ở trận đấu đầu tiên này. Đây rồi, anh Ngọc lại cho kèo Alliance 4-9 trụ 100k. Ok, dễ luôn. Cảm ơn bạn anh Ngọc rất là nhiều. Cucu thì mặc dù sở hữu một con Ash, nhưng mình đã phân tích về cái lúc ban pick thì họ cần một con có thể đánh nhau với AM đầu game. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà T1 họ đang không kiểm soát được là server nên di chuyển như thế nào. Và fit cho AM hai mạng nó làm cho Cucu khó đi lên. AM này xanh quá. Thảo ở đây bị dí vào, bị làm chậm rồi, đánh rất đau nhưng mà cảm giác là thế phát nữa, cần một hit đánh nữa và từ bỏ tới vị trí Lim khi mà thấy là đối phương vào trong trụ 2 rồi. Nhiều giáp, regen. Đúng rồi, cái trụ 2 này cộng thêm nhiều giáp hơn so với cả trụ 1. Nhiều regen hơn nữa. Và đấy có khi là đối phương chạy vào trụ 2, em đánh một phát vẫn còn thiếu một tí. Tại vì giáp nó to hơn mà. Nasuke sẽ cố gắng stack thôi. Làm thêm một nháy nữa. Trận đấu này thì họ có Magnus, có AM thì cố gắng stack càng nhiều càng tốt. Chính em thấy dạo này Hansken đánh là tốt hơn so với cả cái thời điểm bây giờ trước rồi đấy. So sánh với bây giờ trước thì Hansken có tiến bộ. Đúng là kiểu mở lớp gamer class thì người ta cũng phải phải trau dồi giáo án một tí. Hansken và Grid hiện tại đang là 2 sắc 4 có ở trên cái gamer class. Sắp 5 thì như là chỉ có mỗi Misery. Lông theo chứ không tham gia thì bạn. DBG thì có thầy Sơn. Thầy Sơn. Có một chút là sếp thì như là không. Thầy Sơn thôi, không. Chỉ thầy Sơn. Sơn thôi. Đó là thì họ có hai người, Hansken, Nico. Hai người có lẽ là chỉ rồi. Đây thì cô chúng và người của Nico cách lạ, thậm chí sẽ là cái mạng ở đây chăng? Đen. Khi mà lúc cô thì chả thấy Cucu xoay gì cả. Bây giờ anh ta muốn xoay để làm gì đâu. Giờ đi cai chờ. Đang thực sự là bị cai ở đây. Đang chờ đó. Với Van thì anh ta vẫn đang rất là trâu. Nhưng cứ từ từ. Ui, xoay nhiều quá nhỉ. Ui, xoay nhiều đấy. Phải cố gắng phá đi những trâu mà đã. Có Van Gát. Ui, đi cô cẩn thận nhá. Vẫn có mạng ở đây rồi. Mạng của tiêu em ạ. Lúc ấy đáng là cái cô đấy là AM chết rồi. Đúng. Nhưng mà đen, đen quá. Cô được quả dính AM nhưng AM không bị xoay phát nào. Bạn bi anh ạ. Rõ ràng bạn bi. Chịu thôi. Game ING mà. Game ING rõ. Game này là game gacha các bạn ạ. Không nào hên thì nạp tiền vào bạn ơi. Về phần 23 Savage thì cái việc đi lên cả này tôi chưa bao giờ là dễ cả. Ôi ôi. Nó quay cho thở luôn ở đây thì Sefer bị ổn về. Sefer cảm giác là bây giờ anh ta không biết phải di chuyển ở đâu cho hiệu quả nữa rồi. Nhưng mà S4 cũng cần phải cẩn thận khi mà cái khả năng regen anh chạm chưa đủ. Phải lấy một cái hút đã. Trông cay nhỉ. 3 điểm vào Kraken Cell, 3 điểm vào cái Anchor Smash. Dí vào đây với cái lực đam phép sẽ là đủ rồi, S4 hớ rồi. Nọt. Có đam phép đến từ White Ball. Hiện tại T1 họ đang làm khá là tốt cái việc farm. Con Ash này mặc dù là cũng chết, không đi được AM nhưng mà ít ra là anh ta cũng xanh. Con mắt vừa rồi của anh chàng Lion cắm ra thì đã bị phát hiện. Như vậy thì bên phía đội hình của team T1 họ sẽ phá đi con mắt này sớm thôi. Radiant are scanning. Wow, quyết định di chuyển ở farm stack. Và stack, stack tương đối lớn. 4 2 bầy đắc trôn, 2 bầy đại bàng. Chính ra mà stack mà em không gặp nhiều bầy khác nhau quá là tốt. Đúng. Gặp nhiều bầy khác nhau quá là nó có rất là nhiều những aura khác nhau. Con thì búp attack speed, con thì búp kháng phép, con thì búp hồi máu ạ. Chán. Nên là gặp hai bầy giống nhau như là cái bầy Đắc Trôn là anh thích nhất. Tại Đắc Trôn là không có aura gì cả. Gặp quả Satya kèm cả chim mà thôi chán. Đã cộng giáp rồi xong lại còn cả regen đã cay thật sự. Giống kiểu ngày xưa đấy, stack Asian xong rồi gặp hai bầy cà tím. Không, bốn bãi cà tím, xong, chết luôn. Nó chói liên tục mà, chết luôn. Không ai farm bãi đấy nữa luôn. Thực ra hồi đấy bầy cá tím có một điểm yếu là nó sợ mấy con đám phép.
như kiểu le sắc le sưởng là clear được, nhưng mà người ta vẫn kỵ các bạn ạ. Chả ai đi một đâm đầu với con cá tím được cả. Có vẻ như là T1 đang làm khá là tốt cái việc farm của mình, và để tính về late game thì được đấy, anh nghĩ là ổn. Một trận đấu mà có Doom, có Axe thì cái câu chuyện bắt AM nó không phải là quá khó. Họ đều có cho mình những cái skill mà không phải là target. Doom thì có thể lấy cho mình một con xe trong rừng để có thể dậm Acticon. Aeson Asmarison bắn ulti vào thì tôi nghĩ AM khó chơi. Mà Quyết King lại là một con theo kiểu là về late game nó gần như là chả sợ ai cả, cứ solo lên đấm thôi. Nên là game đấu này late có lên khó chơi. Còn Headfall vào có Doom thôi, chết rồi. Doom chết rồi. Chết vậy. Nhiều bạn hai ba sao vết. Chuyện này thì bớ được bằng đường PP. Có hết một chút với cái subway và một đấm nữa từ Lim thôi. Game này ở lên phải combo khá là dẻo đấy. Có những skill như là AP, như là Winter Curse và David. AM quyết định lên cho mình đó là một cái Echo Saber. Echo đánh nhau à? Trận này thì có... Thì anh ta có bắt đớt búp rồi. Đúng không? Thì anh ta cũng không quan tâm đến chuyện là phải có Battle Fury. Anh ơi, góp kinh, góp kinh. Bôn được chúng ở đây, vẫn đang bị chém mana và rồi thì giật lại được trong quầy ở đây rồi. Tìm đang tìm vào, anh ta đã an toàn. Tìm các thành viên, từ từ đã chưa an toàn đâu. iBlast đang bắn tới và Lim ơi. Né được. Và ủi về là chuẩn xác, bị stun lại ở đây bởi 23 hết rồi. Đấm là rất đau nhưng bên trong thì bắt được mọi người của Zephyr. Bên ngoài chưa biết là tình hình của anh chàng Lim ra sao, nhưng quay chúng có AM ở đây rồi, không thấy quay, không quay một phát nào. AM bật counter spell và di chuyển đi. Ông này đen à? Cucu đen đấy nhở? Cucu hôm nay tôi nghĩ là Cucu phải làm quả gì để giải đen thôi. À thì chó giải đen đấy, không thì làm quả chứ bị lộn. Cảm giác chơi ác cái đen quá. FNG ở đây thì sống được cho tiền hứa. Hôm nay hai ván côn rồi đấy, à hai phát côn đấy, một phát ở trên top, một phát ở cái giữa trụ một của trụ hai, rồi trông cũng có vẻ đỡ hơn nhưng mà được một phát ạ, chán. Hai phát, ba hai phát, đây rồi, bắt đầu vào guồng rồi, xài khá là nhiều, bắt đầu hàng G đi theo, phải đợi clip lên đúng rồi, quay, một phát, thế phát nữa, ui nhưng mà cái phát đấy không dính em ạ, phát đấy bị out range. Tìm thế. Có đấy xoay chính là chính xác là đập phát trên luôn. Là sao Edfo dính Battle Hunger từ đầu thì không còn hút lên, mà lại để đến gần cuối Battle Hunger gần chết đến mông rồi bắt đầu mới chắc anh ta quên mình. Tại vì cái lượng sát thương đến từ cái counter helix này là làm sát được chuẩn, nó trừ thẳng vào máu. Đây là sau pha này Edfo mới bật cái hút lên nhở. Người ta dính Battle Hunger từ gọi là nửa nửa cu can số gai cát sổ á, cũng dẻo lắm. Được luôn bằng Invi chịu ấy. Thế này thì 458 có diebug ở đây không? 458 diebug rồi. Vâng, một công sát view vàng đặc thương hiệu Việt Nam. Hai ca nét rồi. Trận đấu này T1 đang làm rất tốt, được farm một con đùm xanh quá. Dire's top tower has been denied. Can xù mà anh em. Đúng rồi, mình thấy là đang cool down với anh đen xì kìa. À thế là không can xù. À tại vì là cái quay lại của SL nó làm cho cái nháy đấy xanh lại, anh lại tưởng là can xù. Bây giờ mới xanh lại này. Lúc ông cắt highlight làm tôi nhìn lại thấy cái đấy nó xanh lại, thế là không can xù các bạn ạ. Bouncy vẫn đang là farm tốt đến từ phía của hai ba sao vết thôi. Trận này anh ta vẫn lựa chọn nó Radiant. Lúc đó thì cái threshold nó không đủ. Một điểm thì chưa. Tầm đấy phải hai điểm. Con này thì có thêm một cái talent để cộng thêm threshold nữa. Lim thì lên Blink, Echo, AM cũng Echo. Sao cái việc mà lên Echo thì chắc là các bạn hiểu đơn giản thôi. Tại vì anh ta đã có một cái ring để quản lý cái việc hồi máu. Thì lên thêm một cái Echo để có thêm hồi mana. Ôn là xương khi mà hack rất nhanh tay nhưng giờ thì bị sai lần rồi, sẽ là cái chết tới từ vị trí của thằng hàng đen thôi. Ra vết luôn và đẩy về AP ba người và Lim dẻo tên nhở. Lim dẻo này đánh còn đánh kinh em ơi. Cucu thì thôi, ở đây chắc chắn là chết còn gì nữa, đó là mạng của S4. Lim dẻo này đánh bắt nớt kẻ chỉ cứ gọi là chuẩn, không hiểu à? Hôm qua
cái trận mà đánh với cả team OG đấy, Lim có quả kẻ chỉ ba ông luôn mà, ở trước trước hàng đông san luôn. Nhìn pha combat phải nói là như mơ. Ăn được một mạng thì ăn ra vết, và đó là pha đẩy luôn. Ba ông này là cũng gần nhau. Nhưng mà thế là dẻo rồi. Thế là dẻo rồi các bạn ạ. Thợ đó. Cái sốc quê này bây giờ rất là hay. Nó sẽ làm cho cái vị trí của mục tiêu nó hơi bị giạt về cái đường sốc quê một chút. 5-9. Bim giờ này tập chơi mắc đớt à? Gì đây? Hơi hờ. Ở đây thì Haskell cũng phản ứng nhanh đấy. Cuckoo. Sau cái bàn gác này thì có lẽ sẽ là một cái BQB thôi. Kim địch cũng có rất là nhiều những hiệu ứng khó chịu. Lion hack hiền. Anh đang cầm một cái BQB để chống. AM thì sau khi hoàn thành Echo thì anh nghĩ item tiếp theo sẽ là một cái Manta. Vẫn cần Manta. AM mà không Manta thì yếu các bạn ạ. Hack lại và đánh không đây. Vừa linh hack. Được. Chỉ hết mana thôi. Cái mana là chết luôn rồi. Mana void luôn. Thì của Vi. Thì của Vi tập này tiếc gì sẽ cứu. Lên đồ này chuẩn rồi. Có đánh lan đến được Empower. Chỉ cần lên thêm một cái Echo để có thêm một mana. Thế là xong. Bây giờ lên Manta. Xong rồi tí nữa late game thì tách Echo ra ghép thành BKB. Cái item còn lại thì nếu mà thích thì có thể ghép thành Blackthorn. Nhưng mà thường AM ít khi cầm Blackthorn. Con này cần start. Blackthorn thì chỉ cộng có Intel thôi. AM chắc là đóng ai trên này cũng ổn. Châu hơn. Ubat nữa. Chuẩn bị cooldown xong Gravet tới vị trí US4 rồi này. Kim có Ravet thì chắc chắn là bên phía đội hình của Team Valen họ sẽ lại smoke rồi. Lim thì cũng đã hoàn thành cho mình xong cái Blink Dagger. Đi tìm anh chàng bắt đất nào? Đúng rồi, Nico. Sao AM lên Radiant rồi anh em? Anh em nặn đâu ra quả Radiant thế? Nico build đồ này là chuẩn mà. Nó tương đương với việc là các bạn cầm Butter Fury thôi. Đã chân lại được một người ở đây và đó là vị trí con ách này và Lim lại một lần nữa có chuẩn bị mạng ở cùng. Hai cái trừ giáp, một cái gớt, một cái bề đầy, nó làm cho cái lượng giáp con ách thì gần như bằng không. Nào, những chân hai người đôi hai ở đây và hàn scan anh ta có dính Utia không? Câu trả lời là không, nhưng mà anh ta vẫn dính xuyên rất đau. Và tiếp theo thì S4 cũng nằm lại dưới lực đam của Cypher. Cướp rune và tranh thủ liếm cho mình cái rune regen sủi đó. Và đấy mà đẩy cái rune về chắc là trận này chưa biết thế nào. Tại vì trong Alliance thì họ đang combat dẻo hơn. Còn về phần tiêu ăn thì họ đang farm ok hơn. Và con Doom có cho mình đánh cốt cao. Điện của Doom rất là chuẩn xác. Hiện tại thì Doom đang không có. Nên là Nico sẽ đánh láo một tí. Cố gắng đẩy creep trước khi sủi về. Hammer Sunbeat thì bây giờ sẽ lên được gì ta? Radiant bây giờ là quá chậm rồi. Tại vì đã lên một cái Blink để chơi cùng với cả Axe như là Doom. Nên là chắc là phải đóng cả AC đâu. Thì AC rồi, có Amlet rồi thì AC đâu. Bây giờ đóng Radiant thì quá muộn. Đề xô thì cũng không kịp tại vì đã có cái lượng tiền nó bị đóng băng lâu quá ấy. Đúng. Một cái Radiant. Thế là thà lên một cái giáp xương các bạn ạ. Ghép từng mảnh một. Có cái Hyper Stone farm cho nhanh. Thế thì anh ta trong game đấu này sẽ chỉ là một con tank thôi. Game này nếu mà lết hẳn thì anh nghĩ là bên phía của Alliance sẽ khó đánh hơn một chút. Về lết con Doom giàu hai lần Doom, xong đối phương lại là Wicked King, lại là Ách nữa. AM thú thực nó cũng không phải là về lết hẳn. AM khó chơi hơn, nó là con King. Ở phút thứ 40 thì nó đè được network của những carry khác thôi, nhiều vào việc là farm bắt được Fury chẳng hạn. Trận này thì có mắc nớt bút thì chúng ta có thể tạm bỏ qua vấn đề đó. Nhưng mà Wicked King dễ dùng. Wicked King và Ách thì dễ dùng. Wicked King anh ta cứ lao đầu vào ấy. Tí nữa anh ta có sắc thì anh ta chẳng quan tâm AM bơm mana này. Có smoke đến từ bên phía của T1 và bị break bởi anh chàng S4 rồi. Thấy S4 thì sao? Lao vào á? Chầu lắm. Ta có hút mà, nhưng mà có côn ở đây thì có thể là được. Ô, này. AP trượt. AP trượt tới vị trí của Lim và thôi. Hình như là do cái bàn chân lửa. Đúng. Cái bàn chân lửa của K nó đã lan sang vị trí của Magnus. Nên là làm cho cái Blink nó bị disable. Đúng là đánh dẻo thì có lúc phải fail thôi các bạn. Không cái trách này được. Là một trận cái mà khó để tránh được. Do cái bàn chân lửa. Đây, chúng ta cùng xem lại. Tôi nghĩ là cái phạm vi bàn chân lửa nó chưa đến các bạn ạ. Và cái iBlast nó cũng chưa dính vào.
không, và Lin có tự combo trượt. Link cooldown chưa xong. Cameraman chỉ vào ông kia đi, toàn quay vào ông nào chả hiểu. À cái này là quay lại thôi nên là recap mà anh không không chỉ vào được. Nhưng mà anh nghĩ là do pha đấy là Lin tự combo trượt thôi. Em nghĩ là không muốn Blink. Iblast có dính đâu. Kiểu đấm chưa hết phím ấy. Iblast không dính. Chưa hết hành trình phím mà Doom đứng thẳng bên dưới. Cái bàn chất lửa thì nó cũng không rộng đến thế. Nên là pha đấy thì chắc là Lim combo sai thôi. Lim các bạn ạ. Cảm ơn ESL đã cho chúng ta xem lại. Mặc dù là cũng không hữu ích lắm, chính ra là chỉ cần kích vào con Magnus là xong. Nhưng mà pha đó thì cameraman lại quay vào người của Doom. Nên là tôi cũng chả nhìn được là cái Blink đang cooldown hay không. Và hướng tới gì đây? Lại đổi đồ rồi. Lần này anh ta lựa chọn cho mình đó là một cái Silver S. À, có một cái double down. Ui, nhá. Ui, ui, ui. Dẻo đấy nhở. Đồ này chơi Doom có vẻ nghệ. Bọn mình cắt clean fit không bị delay. Nhưng mà như mình đã nói rồi, nếu mà có một số anh em kiểu tham gia vào mấy cái trò cá cược thì các bạn ấy vẫn có những cái trang để các bạn có thể xem tỷ số trước. Tuy nhiên là không hiểu là anh em xem trước rồi anh em lên đây support kết quả để làm gì. Còn kênh chính thì hiện tại cũng đang bằng với cả kênh của 500 thôi, cũng chỉ là 20 phút. Ê nhưng mà người ta support để làm gì à? Thì anh cũng hiểu, kệ người ta thôi. Đôi khi mình cảm thấy những người support cái bộ não của họ hoạt động nó khác với người bình thường ấy, kiểu biết xong rồi thì dùng cái đấy để làm gì ấy? Thể hiện một tí. Chứ hiểu. Sống ở trên mạng ít thôi các bạn ơi. Làm một con người đi. Các bạn tưởng tượng là giải online, tức là kể cả chúng ta là không bị delay so với cả kênh chính, nhưng mà thời gian thực tế của game bây giờ nó vẫn là 25 phút. Đúng. Cái việc delay 5 phút kể cả kênh chính và kể cả clip feed nó là để bảo vệ player. Còn những cái trang cá cược thì họ sẽ có thời gian trực tiếp, thì họ sẽ cập nhật cái kết quả theo thời gian trực tiếp đấy. Có thế thôi. Dire's middle tower is under attack. Dire are scanning. Một cái Midas sẽ giúp cho Doom rất là giàu. Càng kéo dài thì cái network càng không ủng hộ cho các đội hình của Team Lion. Mà Doom thì giàu quá. AM đang cố gắng bám đuổi đấy. Rõ ràng là cái việc mà anh ta bám đuổi nó sẽ không chủ động lắm, nhưng mà anh ta sẽ phải đi tìm con Magnus này để xin búp. Mà cũng là cái lượng network khá là tốt rồi. Đâu phải là nó lan man, mình chỉ giải thích là tại sao mà cát không delay. Đúng. Nhưng mà người ta vẫn support được. Thì đấy, mình giải thích lý do tại sao. Đúng, không có gì các bạn ạ. Mấy trường hợp như thế thì anh em kệ thôi. Coi như rác mà. Đây thì sao đây, Blink Hex chắc chắn là sẽ lấy được cái mạng của Blink ở đây lần thứ nhất. Thì anh ta có chặn, anh ta sẽ hồi sinh. Nào, Lydia đang tới, sẽ là Lavenda luôn, rất cẩn thận. Không cho các thành viên đến từ bên phía của Team T1 bất kỳ một cơ hội nào để cứu lấy con Blink này. Thì The Wyvern đã break the smoke. Mà giờ thì vẫn còn nguyên được cơn. Thôi xong, lại là đến lượt Ách thì bên ngoài sao đây? Đó là di chuyển vào và Doom 2 không đây. Không, đó là một tình huống chặt chết đi vị trí của anh chàng Lim tới từ cái con mang tên Doom này. Và nó đã đốc phục như cái cao với cái tình huống Doom đôi. Ở đây thì chưa chết đi tập cơn vào người của Ách không phải là sự lựa chọn quá hay. Họ kết thúc được mạng của như lượng đam thì đã là đi hết rồi. Nhưng cả Lim cũng như là anh chàng DKV đã phải chết. Chỉ còn duy nhất S4 mà thôi. Và giờ thì S4 phải làm gì đây? Con Doom này khỏe quá. F4 vẫn cố gắng. Bên ngoài thì anh chàng F4 sẽ bị chặt đầu thôi. Không được. Khó nhờ. Nó vẫn là một cái gì đấy chuột chỉ. Xem lại còn Doom được hai ông quan trọng ạ. Doom được cả AM với cả Magnus. À. Đây không phải là một con pup, nên là chính xác hơn là Lim anh ta đang không đánh một con pup. Anh ta không thể nào dồn chết một cái con Grim Chop như là cách anh ta chơi một con pup được. Đây là một con Magnus đi mid, thế nên là nó thường là phải là người đi chọn vị trí, không như Park có thể lao vào luôn.
vẫn là cách drag game cơ bản đến từ bên phía đội hình của team T1 thôi, và có vẻ như là vẫn đang hiệu quả. T1 vẫn có một cái gì đấy ở cái thanh niên ca này. Thì thoảng hôm nay mà lên đồng đánh kinh. Hôm qua cái trận mà đánh hay thì đánh sợ luôn đấy. Hôm qua cái trận đánh VP tí thắng. Đã qua là T1 họ lựa chọn sai ở cái lúc mà lên high ground luôn. Đáng lẽ họ put luôn là thắng rồi, nhưng họ lại không quyết đoán. Ui. Vâng, cái gì? Có muốn giữ chân lại con Magnus này nhưng mà đó là AP đôi. Vâng, các bạn có Dundo thì chúng tôi có AP đôi vậy. Anh bình lên vào côn nhưng mà chính xác là anh ta bật BKB lên côn. Kết thúc đi được tổng đêm rồi và dưới S4 toàn. Bên ngoài thì họ kết thúc ra scan và cả các bạn của FNG nữa. 4 người lên bảng điểm số, chỉ còn một mình AM của Nico mà thôi. Toàn rồi. Anh nghĩ là pha đó 2-3 service đã chủ đích là muốn câu cái AP. Tức là anh ta chủ động blink vào cạnh với cả con Ash luôn. Là anh ta biết rằng là kể cả có AP được đôi thì anh ta không tính. Anh ta có hai mạng mà. AM bị silent. Có Manta nhưng mà bị stun bởi Inkswell và giờ thì AM chết ở đây ư. Team wide. Vâng, farm cả game. Và đấy chính ra là đấy là một cái bẫy của T1. Vết kinh đã chủ động blink vào luôn. Thế là Abido chả đây làm gì các bạn ạ. Nào, khó dành cho Alliance. Càng ngày càng khó hơn rồi đấy. Con Doom nó ngay một xanh. Giờ đang là người đang chính, vừa linh theo và đang muốn dí một người vào handscan, nhưng handscan đã sủi mất rồi. Đây, pha này em thấy không? Whitking chủ động vào luôn cùng. Thì AP đôi không quá hiệu quả, nhưng mà đây là một con ách như... Tại vì cái việc mà Whitking chết và anh ta hồi sinh lại, nó sẽ slow lại các lực viên đến từ Alliance, và khi mà team T1 tràn đến là thôi. Và con ách tầm này rất là khỏe rồi. Nó khó lòng mà chết được chỉ sau một cú AP. AM thì không phải là con Zoram quá nhanh. Trận đấu này như mình đã nói ở sau giai đoạn bắt pick thì tầm mid game và late game là các đội viên của team Alliance rất là khó đánh. Team địch sở hữu những cái con tướng nó không sợ chết, trong khi họ thì AM bắt cái chết luôn. Tức là lab của team Alliance thì họ sẽ là một lab rất khỏe nếu như mà đối phương chỉ đơn giản là một lần combo của họ, đối phương sẽ chết luôn và không có cơ hội phản kháng. Nhưng mà không, bên này là Ách, là Doom, là một con Red King, ba con hero đã sờ trang thì chớ lại còn đánh co. Xong rồi một con thì không thể nào mà chết được ngay. Đúng. Hai con còn lại thì quá trâu, con nào cũng 3-4 nghìn máu. Bây giờ ông Doom mà đóng thêm quả Tarat nhở? Không, chắc là... Ôi, Refresher là đẹp rồi. Cứ Refresh off đi. Doom 4 người. Inkwell. Không biết là có đủ mana để Doom 4 không nữa. À, Doom 3 quên. Inkwell có sắc. Ông này thì 3 nghìn máu, trông chán chưa? 3 nghìn máu. Trụ 2 dành cho anh chàng 2-3 sao vết ở đây rồi. Rico được cuộc vui mà không quá ngạc nhiên, Handscan này ta sẽ lùi về đâu. Với lúc chơi T1 này họ không vội. Team này nổi tiếng với cái việc là drag game. Tức là kể cả họ có đang thắng thì họ cũng đánh rất là chậm. T1 là như vậy. Họ tin tưởng vào những cái ban pick của họ là kể cả về giai đoạn late game là họ cũng khỏe. Disconnect. Ôi, mất tận 4 người này. Có thể là một pha liên quan đến đường truyền mạng rồi. Crash Dota. Cam vẫn còn, chắc chắn là Crash Dota rồi. Không sao đâu, anh nghĩ là ổn. Cam còn nguyên. Ui, đang tưởng Cam còn nguyên các thứ rồi không? Tự nhiên vào Dota thấy, à đây rồi, update, rồi xong. Chết ngay, họ mới. Battle Pass, rồi, các kiểu. Survey Akana. Voi Akana, úi trời ơi. Không, thường thì cái Akana thứ hai sẽ ra sau. Tất nhiên rồi. Giờ Akana Voi thì anh chất... nghĩ chắc phải cuối năm. Trông Lee mà Voi, đang... Akana như thế nào nhỉ? Voi có mặt anh ạ. Voi có mặt. Đã gọi là phết lịch Voi, sao cái Voi có mặt. Có mặt. Thì nó lại đi ngược lại cái tên luôn mà. Oh my god. Voi Weebu đi. Ôi, FNG mặt đoạn này trông giống Kuroki không? Rõ ràng là cái chủ đề hiện tại mà đang rất là hot trong cộng đồng Dota nó là Weebu. Bây giờ làm quả Weebu Akana. Thêm mắt anime. Thế cái có một cái thêm mắt, cả thêm cái mắt anime vào vào cái con voi đấy, buồn cười dã man ấy.
Thêm mắt anime ạ. Xong rồi thêm thêm voi của nhân vật nữ em ạ. Voi của mấy quả nhân vật nữ nào mà nổi tiếng trong anime chẳng hạn. Persona voi ạ. Persona voi. Nhưng mà Persona lại không tính là Akana. Đúng không? Không được, vẫn phải làm Akana. Akana, Kawaii. Everything's gonna be deja. Nào, trận đấu vẫn chưa thể nào tiếp tục ở đây rồi. Ồ đúng rồi. Tôi thấy có một cái hình chế mà dùng rất là nhiều liên quan đến voi, đó là voi Zozo. Anh có thể search ở trên Google. Em có nhớ cái nhân vật Zozo không? Cái thằng mà có khả năng ngưng động thời gian đấy. Em biết anh ơi, em có xem cái đấy. Zozo Adventure. Ngưng động thời gian đúng chẳng hay là cái gì chẳng? Ngưng động thời gian đúng không? Em không nhớ lắm, nói chung là em biết rồi. Ý là anh là cái khả năng đặc biệt của thằng đấy đấy, ở trong anime. Thế còn tôi không đọc chuyện đấy các bạn ạ. Tôi thấy xem mình... Ôi! Đây rồi. Tạm biệt Wind Waven, chết luôn. À, Dio à? Không phải là Jojo mà là Dio. Jojo là nhân vật chính. Dio, Dio. Đúng rồi, Dio là thằng phản diện chính ấy. Mười bảy, mười ba và T1 vẫn rất là bình tĩnh. Họ biết rằng là càng về late thì họ càng dễ chơi. AM thì khó lắm. Kiểu bây giờ cái quyết định blink vào của AM nó mang tính tiền đề quá. Anh ta blink vào có thể anh ta đã chết luôn, hoặc là anh ta có một mạng. Và thường ở trong những cái lựa chọn một trong hai đấy thì AM sẽ không ra blink vào. Bây giờ buộc là phải đồng đội mở combat trước cho. Úi dồi ôi. Bước này Deadpool đi sai rồi. Ôi bạn ơi. Tự nhiên là đi tranh cái rune với nó xong. Không hiểu kiểu gì. Thua rồi đấy. Mà mấy người này đánh chán thật. Sợ các bạn. Thực ra là ngày hôm qua khi mà đánh OG ấy, anh nghĩ là Erlen cũng được búp một chút sức mạnh. Tại vì dạo đây OG rất là hay xài xẻ ở đây rồi. Kêu là mấy thằng này đánh 6v5. Rồi là chúng nó lách luật ABC. Anh ơi, được đi TI rồi. Trận kia mới là trận quan trọng, trận này hết ý nghĩa. Vô địch kia là chỉ cần với thằng OG thôi đúng không? Cho chúng nó ngậm mồm lại. Vào giải này vào OG thôi. Thua VP cũng là tai nạn. Tự nhiên lại đi tranh quả rune với cái thằng West King. Phải tôi vào đấy tôi vừa chớm thấy nó tranh hơn mình cái là tôi blink luôn. Thế đó, tạm biệt, không quan tâm. Woo. Khách. Cục thế. Chêu. Chêu đi, trốn đi. Lại sơ đan này. Ờ, cày. Ờ, lần tôi về, ờ. Tôi chơi game này gần 50 tiếng. Thế thì bạn vẫn đang là sếp trọng dạng newbie thôi. Thế thì người mà đánh cùng bạn thì cũng là người mới chơi anh em ạ. Anh em không nên quá là hardcore với họ. Thông cảm đi. Đều là người không biết chơi. Anh em cứ bình tĩnh làm quen game. Chơi dần dần thôi. Game phải chơi nghìn tiếng vẫn là newbie. Thì các bạn chơi 50 tiếng thì cũng là newbie đâu. Mình 10.000 giờ vẫn là newbie mà. Cái cơ chế sếp của Vayne thì thường là ai mới chơi sẽ gặp người mới chơi. Những cái nick mới tạo sẽ gặp nick mới tạo. Nhưng mà nhớ các bạn gặp nick mới tạo của mấy thằng sớm ớp thì thôi. Bạn đen. Do các bạn đen. Bao giờ hay mình làm nick sớm ớp nhỉ? Tạo nick mới. Được. Em suốt ngày tạo nick sớm ớp. Nhưng mà chính ra nhá. Như là Dota thì anh ấy không thích tạo nick sớm ớp. Em biết thì sao? Tại vì cái nick chính của mình nó đang có nhiều đồ đạc ấy. Đồ đạc. Mình chơi nó thích. Chơi được quen rồi. Tức là vào con nào nó cũng có một cái set sủng gì đấy. Trông nó ra hồn người. Nên là bảo tôi tạo nick sớm mất của bạn ạ, tôi không tạo. Em chỉ tạo nick sớm mất thì bắn Valorant thôi. Vào bắn nó mặt mấy trẻ con. Xong kiểu những cái game bắn súng thì có khác. Nhưng mà cái game này thì mình nghĩ là tạo nick sớm mất. Tôi chắc là... sở thích hơi bẩn thì các bạn ạ. Gọi là lao vào đánh nhau cả mấy trẻ con. Liên định highlight nhưng không được. Quả mơ linh đấy nó hơi xa. Nó vẫn hơi là ok. Hai mà sao nào, T1 đang chờ đợi. Có một cú hack đôi nhưng Lim. Ui Lim ơi, lại là nối dây đôi và thôi xong rồi. Sẽ là hai người lên bảng ngay lập tức. Không cần phải làm gì nhiều chăng.
chắc chắn là sẽ có cả bảng S4 nữa, nhưng bên trong này sao đang dí vào người của anh Nico đang đi rồi. Tìm kiếm một điều gì đó. FNG chết, nhưng bên ngoài Nico phải trốn, không chém được server khi mà có một cái vệ xanh gì ôi theo. Tạm biệt Nico baby, không trốn được các bạn ạ. Gì 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 rồi, các thành viên của team Allianz rất khó đánh trong trận đấu này. Thậm chí là pha nối dây đôi trước đó thì còn là không cần phải doom thì phải, quá thảm họa đến từ